Thực hiện chương trình công tác năm, sáng ngày 23 tháng 5, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị nghe kết quả việc thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Công an huyện, thực hiện đề án 06 thời gian qua cơ quan thường trực ban chỉ đạo công an huyện đã chỉ đạo công an các xã thị trấn tập trung triển khai quyết liệt công tác làm sạch dữ liệu dân cư công tác cấp căn cước công dân gắn với cấp tài khoản định danh điện tử công tác triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến phối hợp xác minh làm sạch dữ liệu tiêm chủng dữ liệu bảo hiểm xã hội đảm bảo nguồn thông tin công dân luôn đúng đủ sạch sống và chính xác nhằm phục vụ chia sẻ kết nối dữ liệu toàn huyện tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, chung tay hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an, Công an thành phố giao. Chỉ đạo Công an huyện phân bổ và giao chỉ tiêu cấp căn cước công dân và chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử cho Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thực hiện. Kết quả từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 22 tháng 5 năm 2023, Tổng số hồ sơ đã thu nhận cấp căn cước công dân gắn chip điện tử là 55.324 hồ sơ. Kết quả cấp tài khoản định danh điện tử đến nay đã thu nhận mức 1 và mức 2 đạt gần 60%. Trên tổng số 170.767 chỉ tiêu giao, tài khoản đã kích hoạt định danh điện tử 26.181 trường hợp đạt 15,3%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các ban ngành đoàn thể địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nắm rõ những lợi ích của việc triển khai định danh điện tử, vận động người dân đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử. Đồng chí cho biết hiện có gần 5.000 trường hợp đã khai sinh nhưng chưa nhập sinh, đề nghị ngành tư pháp phối hợp với ngành công an tập trung rà soát, phân loại từng trường hợp để giải quyết. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thép, ủy viên thành ủy, bí thư huyện ủy nhấn mạnh, việc triển khai đề án 06 của chính phủ là nhiệm vụ quan trọng mang lại lợi ích thiết thực cho chính người dân. Thời gian vừa qua, mặc dù huyện phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, phức tạp nhưng các phòng ban ngành địa phương đã chủ động tích cực vào cuộc thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí bí thư huyện ủy đặc biệt biểu dương xã Lưu Kỳ, Gia Minh đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip Riêng xã Lưu Kỳ, tỷ lệ cấp định danh điện tử đã đạt trên 61%. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư huyện ủy yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn nỗ lực trách nhiệm hơn nữa trong chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án 06 tại địa phương. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, đến ngày 30 tháng 6 phải hoàn thành cấp căn cước công dân trên địa bàn theo chỉ đạo. Đến ngày 15 tháng 7 hoàn thành kích hoạt mã định danh điện tử. Để hoàn thành tiến độ, đồng chí Bí thư chỉ đạo đến ngày 15 tháng 6, toàn huyện hoàn thành cấp căn cước công dân, giao công an huyện thành lập các tổ cấp căn cước công dân lưu động tại các xã thị trấn. Về công tác làm sạch dữ liệu dân cư còn những trường hợp khó khăn vướng mắc, đề nghị ngành công an tư pháp cùng các địa phương hoàn thành, kích hoạt mã định danh điện tử đến ngày 30 tháng 6 phải hoàn thành đủ chỉ tiêu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục nắm rõ thông tin hội viên đoàn viên để vận động thực hiện cài đặt định danh điện tử. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học triển khai đến các đối tượng là các em học sinh lớp 8, lớp 9. Giao Đoàn Thanh niên thành lập các tổ tình nguyện xuống tận gia đình các hộ dân. Các địa phương chỉ đạo ban ngành đoàn thể địa phương thành lập các tổ đội trực tiếp rà soát, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử về một số nhiệm vụ quan trọng khác đồng chí bí thư huyện ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong đó phải đảm bảo công tác lãnh đạo chỉ đạo trong công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo tiến độ triển khai thành lập các điểm phòng cháy chữa cháy công cộng các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đảm bảo hiệu quả hoạt động các mô hình đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn phòng chống đuối nước tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm các dự án xây dựng nông thôn mới xử lý rứt điểm các vi phạm về quản lý đất đai không để phát sinh vi phạm mới